Xin kính chào quý phụ huynh, các bạn và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học bài 76, so sánh các số có 3 chữ số và làm thêm một số bài nâng cao. Cô mời chúng mình mở sách giáo khoa trang 52 và trang 53 để chúng mình bắt đầu giờ học. Đây chính là bức tranh ở trong sách giáo khoa. Các con quan sát và cho cô biết nội dung tranh vẽ hoạt động gì? Đây là hoạt động vui chơi của các bạn học sinh. Các bạn học sinh đang chơi nhảy dây. Bạn thứ nhất nhảy thì các bạn bên cạnh đếm được 194 vòng nhảy. Bạn thứ hai nhảy thì có bạn bên cạnh đếm được 215 vòng. Vậy bạn nào nhảy được nhiều vòng hơn? Bạn thứ hai nhảy được nhiều vòng hơn, bởi vì 215 nhiều hơn, lớn hơn 194. Đây là hai số đều có 3 chữ số. Vậy làm thế nào để biết số nào lớn hơn, nhiều hơn, số nào bé hơn, ít hơn? Thì bài học hôm nay chúng mình cùng nhau học đó là bài so sánh các số có 3 chữ số. Cô có hai số sau, số 194 và 215. Các con quan sát các khối lập phương. 194 gồm 190 và 4 đơn vị. Thế còn 215 thì gồm 200, 10 và 5 đơn vị. Bây giờ chúng mình cùng quan sát từng số và viết số vào bảng trăm chục đơn vị. Số 194 và số 215. Số 194 gồm có mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị? Số 194 gồm 190 và 3 đơn vị và 4 đơn vị. Thế còn số 215, các con quan sát gồm có mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị? Gồm 200, 10 và 5 đơn vị. Các con quan sát số đứng ở vị trí đầu tiên tính từ trái sang phải thì đó chính là số chỉ trăm, hàng trăm. Số đứng liền sau hàng trăm đó là hàng chục. Và đứng cuối cùng đó là hàng đơn vị. Khi viết số có 3 chữ số, chúng mình sẽ viết lần lượt từ hàng trăm, hàng chục rồi đến hàng đơn vị. Đó. Vậy 1 này là chỉ 100. 9 này chỉ 90. Và 4 chỉ 4 đơn vị, 4 khối lập phương rời. 215, 2 chính là chỉ 200. 1 có nghĩa là 10. Và 5 là 5 đơn vị. Và khi viết chúng mình viết lần lượt hàng trăm, hàng chục rồi đến hàng đơn vị. Đó. Vậy là chúng mình đã viết được các số vào bảng trăm, chục đơn vị theo hàng. Hàng thứ nhất là hàng trăm, hàng thứ hai là hàng chục, hàng thứ ba là hàng đơn vị. Khi viết và khi đọc, chúng mình sẽ viết và đọc lần lượt từ trái sang phải, hàng trăm đến hàng chục và hàng đơn vị. Vậy khi so sánh các số có 3 chữ số thì ta sẽ so sánh các chữ số ở hàng trăm. Hàng trăm là 1 và hàng trăm là 2. Số nào có nhiều trăm hơn thì số đó lớn hơn. 100 ít hơn 200, bởi vì giá trị của hàng trăm là nhiều nhất, là lớn nhất ở trong số có 3 chữ số. Trong số có 3 chữ số thì giá trị của hàng trăm các con thấy là lớn nhất. Vậy số nào có hàng trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn. Số nào có hàng trăm bé hơn thì số đó bé hơn. Ở đây hàng trăm của số thứ nhất là 1,
hàng trăm là 2. Vậy ta hiểu đây là 100 và 200. 1 bé hơn 2 hay chính là 100 bé hơn 200. Cho nên số 194 sẽ bé hơn số 215. Hay ngược lại, 215 lớn hơn 194. Các con so sánh hai số tiếp theo, đó là 352, gồm 300, 50 và 2 đơn vị. Với số 365, 365 thì gồm 300, 60 và 5 đơn vị. Bây giờ chúng mình cùng so sánh hai số này. Số 352 và 365. Các con quan sát từng số và viết số vào bảng trăm chục đơn vị. Số 352 gồm mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị? À, gồm 300, 50 và 2 đơn vị. Thì số 365 gồm mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị? Số 365 gồm 300, 60 và 5 đơn vị. Và chúng mình so sánh 352 và 365. Chúng mình sẽ so sánh các chữ số hàng trăm. Hàng trăm ở số 352 và số 365 giống nhau, đúng không nào? Cùng là 300, đúng không? Vậy khi so sánh mà hàng trăm giống nhau thì chúng mình mới so sánh tiếp sang hàng chục. Hàng chục là 5 và hàng chục là 6. Năm bé hơn 6 hay chính là 50 bé hơn 60. Vậy 352 bé hơn 365 hay nói ngược lại, 365 lớn hơn 352. Các con thân mến, khi so sánh hai số có 3 chữ số mà chữ số hàng trăm giống nhau thì chúng mình so sánh sang chữ số hàng chục. Số nào có hàng chục lớn hơn thì số đó lớn hơn. Số nào có hàng chục bé hơn thì số đó bé hơn. Bây giờ cô mời chúng mình so sánh tiếp cho cô số 899 và số 897. 899 gồm 800, 90 và 9 đơn vị. Thế còn 897, các con quan sát tiếp. Tám trăm chín mươi bảy thì gồm 800, 90 và 7 đơn vị. Các con quan sát hình minh họa. Bây giờ chúng mình quan sát số 899 và 897 để chúng mình viết vào bảng trăm chục đơn vị. 899 gồm mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị? Gồm 800, 90 và 9 đơn vị. Thế còn 897 gồm mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị? À, gồm 800, 90 và 7 đơn vị. Bây giờ chúng mình thực hiện so sánh số 899 và 897. Các con thấy hàng trăm giống nhau cùng là 8. Hàng trăm giống nhau cùng là 8. 8 bằng 8 hay chính là 800 bằng 800. Mình so sánh tiếp sang hàng chục. Hàng chục hai số đều bằng 9, bằng nhau. Vậy hai số mà có hàng trăm bằng nhau, hàng chục bằng nhau thì chúng mình so sánh tiếp hàng đơn vị. Hàng đơn vị là
9 và 7. Ta thấy 9 lớn hơn 7. Vậy khi hàng trăm và hàng chục bằng nhau thì số nào có hàng đơn vị lớn hơn, số đó lớn hơn. Số nào có hàng đơn vị nhỏ hơn thì số đó nhỏ hơn. Vậy 899 lớn hơn 897 hay 897 bé hơn 899? Chúng mình so sánh hai số 673 và 673. 673 thì gồm 673 đơn vị. 673 ở dưới cũng gồm 673 đơn vị. Hai số này có hàng trăm bằng nhau, hàng chục bằng nhau, hàng đơn vị bằng nhau. Vậy hai số có ba chữ số mà hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị bằng nhau thì hai số đó bằng nhau. Vậy 673 bằng 673. Các con lưu ý, cô nhắc lại cách so sánh các số có ba chữ số. Các con cần lưu ý và ghi nhớ để chúng mình biết cách so sánh. Cách so sánh các số có ba chữ số. Đầu tiên, ta so sánh số hàng trăm. Số nào có chữ số hàng trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn. Bởi vì số có ba chữ số thì giá trị của hàng trăm là lớn nhất. Giá trị của hàng trăm là lớn nhất, cho nên số nào có chữ số hàng trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn. Số nào có hàng trăm bé hơn thì số đó bé hơn, ít hơn. Nếu hai số cùng có chữ số hàng trăm thì chúng ta mới xét đến số hàng chục. Số nào có chữ số hàng chục lớn hơn thì số đó lớn hơn. Số nào có chữ số hàng chục bé hơn thì số đó bé hơn. Nếu hai số cùng có chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục bằng nhau thì chúng mình mới so sánh tiếp sang hàng đơn vị. Số nào có hàng đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn. Số nào có hàng đơn vị bé hơn thì số đó bé hơn. Các con nhớ để khi thực hành làm bài tập về so sánh các số có ba chữ số để chúng mình làm chính xác. Bây giờ cô mời các con chuyển sang phần luyện tập bài 1. Chúng mình sẽ điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. Để điền được đúng thì chúng mình nhớ vận dụng cách so sánh mà cô vừa hướng dẫn. Cô mời các con suy nghĩ để làm bài. Bây giờ cô mời các con quan sát xem suy nghĩ của chúng mình có đúng với đáp án bài 1 không? 572 và 577. Chúng mình điền dấu gì? Chúng mình điền dấu bé. Hai số này đều có 3 chữ số. Hàng trăm là 5 giống nhau. Hàng chục là 7 giống nhau. Hàng đơn vị 2 bé hơn 7. Vậy số 572 bé hơn 577. Tiếp theo, số 486 và 468 có hàng trăm giống nhau là 4. Vậy chúng mình so sánh sang hàng chục. 8 lớn hơn 6. Vậy 486 lớn hơn 468. Tiếp theo, 936 và 836. Hàng trăm là 9, lớn hơn hàng trăm là 8. Vậy chúng mình sẽ điền dấu lớn ngay, không cần phải so sánh đến hàng chục và hàng đơn vị nữa. Bởi vì giá trị của hàng trăm là lớn nhất. Hàng trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn luôn, không cần phải so sánh sang hàng chục và hàng đơn vị. Tiếp theo, 837 và 837. Các con thấy hàng trăm giống nhau là 8, hàng chục giống nhau là 3, hàng đơn vị giống nhau là 7. Vậy hai số này bằng nhau bởi vì có các hàng giống nhau.
các hàng tương ứng giống nhau thì hai số đó bằng nhau. Tiếp theo 437 và 473. Hàng trăm là 4 bằng nhau, hàng chục là 3 và hàng chục là 7. 3 bé hơn 7, vậy 437 bé hơn 473. 189 và 286. Hàng trăm là 1, bé hơn hàng trăm là 2. Vậy khi so sánh hai số mà có hàng trăm bé hơn thì số đó bé hơn. Giá trị hàng trăm là nhiều nhất, lớn nhất. Cho nên nếu hàng trăm bé hơn là số đó bé hơn luôn. Chúng mình không cần phải so sánh sang hàng chục và hàng đơn vị nữa. Cô mời chúng mình trình bày bài 1 vào vở Oli. Cô sẽ che lại để chúng mình tự làm lại bài 1 vào vở Oli. Làm xong bài 1 thì chúng mình bấm tiếp theo. Bài số 2, trang 53, so sánh số học sinh của các trường tiểu học sau đây. Đó là trường tiểu học Kim Đồng, 581 học sinh, trường Thành Công, 496 học sinh, trường Quyết Thắng, 605 học sinh. Các con hãy so sánh xem học sinh của trường nào nhiều nhất, học sinh của trường nào ít nhất và sắp xếp lần lượt theo thứ tự, từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé. Đó chính là yêu cầu của bài tập số 2. Bây giờ chúng mình so sánh 3 số có 3 chữ số. Ta so sánh hàng trăm. Hàng trăm ở đây là 5, hàng trăm là 4, hàng trăm là 6. Hàng trăm có giá trị lớn nhất, cho nên số nào có hàng trăm lớn hơn thì học sinh của trường đó nhiều hơn. Vậy số 605 lớn hơn 581, lớn hơn 496. Vì hàng trăm là 6, lớn hơn hàng trăm là 5, lớn hơn hàng trăm là 4. Chính vì vậy ta trả lời rằng học sinh trường Quyết Thắng nhiều hơn học sinh trường Kim Đồng, và học sinh trường Kim Đồng nhiều hơn học sinh trường Thành Công. Đó, các con so sánh 3 số và cả 3 số đều có 3 chữ số. Vậy chúng mình so sánh chữ số hàng trăm. Trường nào có số học sinh hàng trăm lớn hơn thì trường đó có nhiều học sinh hơn. Cô mời các con hãy tự quan sát và trình bày lại bài 2 vào vở Oli. Trình bày xong, chúng mình sẽ bấm tiếp theo. Cô mời chúng mình chuyển sang bài 3. Bài 3 là vận dụng. Chúng mình sẽ chơi trò chơi lập số. Các con hãy chơi nhiều lần và lưu ý mỗi thẻ số chỉ lấy một lần. Thẻ số của chúng mình sẽ là 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Các con tham gia trò chơi này như sau. Hai bạn sẽ lấy bất kỳ 3 thẻ số. Để trò chơi được thú vị, chúng mình có thể úp thẻ số xuống. Và chúng mình lấy ngẫu nhiên 3 thẻ số, chúng mình lật lên. Sau đó từ 3 thẻ số đó, chúng mình hãy xếp thành số có 3 chữ số. Bạn nào mà có số lớn hơn là người chiến thắng. Ví dụ, lần 1 con mà lấy được thẻ số 9, thẻ số 1 và thẻ số 2 thì con sẽ lấy thẻ lớn nhất, có số lớn nhất con xếp ở hàng trăm. Đúng không? Rồi mới đến hàng chục và hàng đơn vị. Để được số lớn hơn thì chúng mình sẽ xếp là 921. Nhá. 921, còn bạn nào mà xếp là 912 thì vẫn chưa được là số lớn nhất. Ví dụ lấy được thẻ số 8, số 3 và số 2, thẻ lớn nhất chúng mình sẽ xếp ở hàng trăm. Thẻ lớn tiếp theo chúng mình sẽ xếp ở hàng chục rồi mới đến thẻ hàng đơn vị. Thì chúng mình sẽ được những số lớn hơn. Đó, các con hãy lấy bộ đồ dùng học toán, lấy thẻ số. Hoặc các con có thể lấy
những mảnh giấy chúng mình viết số sau chúng mình tham gia trò chơi này với nhau. Rất là thú vị. Các con lấy 3 số, rồi các con tạo thành số có 3 chữ số. Các con nhớ là chúng mình sẽ chọn những chữ số lớn hơn để xếp ở hàng trăm, rồi mới đến hàng chục và hàng đơn vị. Cô mời các con làm thêm bài tập mở rộng kiến thức. Bài số 1, tìm số lớn nhất và số bé nhất trong các số. Câu A có 8 số. Để tìm được số lớn nhất thì các con quan sát. Các số ở phần A đều là các số có 3 chữ số. À vậy chúng mình tìm hàng trăm. Số nào có hàng trăm lớn nhất thì số đó lớn nhất. À hàng trăm ở đây. Hàng trăm ở đây là 1. Giống nhau rồi. À vậy chúng mình so sánh xa hàng chục. Số nào có hàng chục lớn nhất thì số đó lớn nhất. Và số nào có hàng chục bé nhất thì số đó bé nhất. Phần B cũng tương tự như vậy. Có 8 số, chúng mình cũng tìm số lớn nhất và số bé nhất. Cô mời chúng mình bấm dừng video để suy nghĩ làm bài. Sau đó chúng mình đối chiếu xem suy nghĩ của các con có giống đáp án bài của cô không? Chúng mình thấy ở câu A số bé nhất, hàng trăm giống nhau. Hàng trăm giống nhau, bây giờ so sánh hàng chục. Hàng chục là 5, 4, 7, 4, 0, 1, 9, 8. Vậy hàng chục là 9 sẽ là lớn nhất, vậy số 197 là lớn nhất. Và số 0 là bé nhất, vậy 103 là bé nhất. Ở câu B, số lớn nhất sẽ là 699. Bởi vì hàng trăm giống nhau đều là 6, vậy mình so sánh hàng chục. Hàng chục là 99 sẽ là lớn nhất, vậy 699 là lớn nhất. Hàng chục là 0, hàng chục là 0 sẽ là bé nhất, vậy là 602 là bé nhất. Cô mời các con bấm dừng video để chúng mình viết bài vào vở. Viết xong, chúng mình sẽ bấm tiếp theo. Cô che lại để các con tự suy nghĩ để làm. Cô mời các con chuyển sang bài 2. Sắp xếp các số A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có 7 số, các con sắp theo thứ tự từ bé đến lớn. B, chúng mình sắp theo thứ tự từ lớn đến bé. Câu B cũng có 7 số. Các con suy nghĩ để làm bài. Sau đó các con sẽ đối chiếu với bài của cô, xem suy nghĩ của các con có đúng không. Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn, tức là bé xếp trước, lớn xếp sau. Vậy chúng mình sẽ tìm số bé nhất. Chúng mình so sánh hàng trăm. Hàng trăm ở đây đều là 5. So sánh đến hàng chục. Hàng chục thì mình sắp xếp từ 0. Hàng chục là 0. Xong đến hàng chục là 1. 1 không có thì hàng chục là 2. Hàng chục là 3, là 4. 4 thì có 2 số đều có hàng chục là 4. Thì ta so sánh 48 bé hơn 49. Vậy 48 số 548 bé hơn, rồi đến 549. Hàng chục là 5. Hàng chục là 5. Hàng chục là 6. Hàng chục là 7. Hàng chục là 8. Hàng chục là 9 thì có 590. Bây giờ chúng mình quan sát xem. Đó. Hàng trăm giống nhau cho nên chúng mình sẽ so sánh hàng chục. Hàng chục là 0, 2, 3, 4 và 4 thì 48 bé hơn 49. Hàng chục là 5, hàng chục là 9. Đây là sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Phần B là sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé. Thì các con thấy hàng trăm đều là 8. Vậy chúng mình sẽ so sánh hàng chục. Hàng chục là 9, 8, 7, 6, 5. Có 2 hàng chục là 5 thì 56 lớn hơn 50. Vậy 856 lớn hơn 850. Hàng chục là 4, 842. Không có số hàng chục là 3, là 2, là 1, là 0. Đúng không? Vậy khi so sánh các số có 3 chữ số, chúng mình quan sát hàng chục. Nếu số nào có hàng chục, cô xin lỗi, chúng mình so sánh số có 3 chữ số thì chúng mình quan sát hàng trăm. Hàng trăm có giá trị lớn nhất. Nhá. Trong số có 3 chữ số, hàng trăm có giá trị lớn nhất. Số nào có hàng trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn. Nếu hàng trăm bằng nhau
thì mình mới so sánh tiếp sang hàng chục. Số nào có hàng chục lớn hơn thì số đó lớn hơn. Nếu hàng chục mà bằng nhau thì mình mới so sánh tiếp sang hàng đơn vị. Số nào có hàng đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn. Số nào có hàng đơn vị bé hơn thì số đó bé hơn. Nhá, các con nhớ. Cô mời chúng mình sẽ làm lại bài số 2. Cô che lại. Chúng mình tự làm vào vở ô ly. Làm xong thì chúng mình mới bấm tiếp theo. Cô mời chúng mình chuyển sang bài 3. Điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng thích hợp. Các con so sánh để điền dấu vào vị trí dấu chấm. 303 so với 330, điền dấu bé. Cô đố các con vì sao lại điền dấu bé. À, hai số này có hàng trăm giống nhau là 3. Hàng chục là 0, bé hơn hàng chục là 3. Vậy số 303 sẽ bé hơn 330. Tiếp theo, ở đây chúng mình sẽ lấy 100 cộng 30 bằng 130. 130 bé hơn 131. Ở đây hàng trăm là 6, lớn hơn hàng trăm là 5. Vậy chúng mình điền dấu lớn. 410 trừ 10 bằng 400. 400 cộng 1 bằng 401. 400 sẽ nhỏ hơn 401. Hàng trăm là 1 sẽ bé hơn hàng trăm là 2. Vậy số 199 bé hơn 200. Bởi vì có hàng trăm là 1 bé hơn hàng trăm là 2. Ở đây chúng mình phải thực hiện phép tính. 200 cộng 40 cộng 3 thì bằng 245. 243 bé hơn 245. Bây giờ cô che lại, chúng mình tự làm lại vào vở ô ly. Làm xong chúng mình lại bấm tiếp theo. Cô mời các con làm bài tập số 4. Từ 3 chữ số 2, 3 và 5, hãy viết thành các số có 3 chữ số khác nhau. À, vậy chúng mình sẽ viết thành số có 3 chữ số khác nhau, có hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Bây giờ cô chọn chữ số 2 ở hàng trăm thì cô sẽ được 235 và 253. Cô chọn chữ số 3 ở hàng trăm thì cô sẽ lập được là 325 và 352. Cô chọn chữ số 5 ở hàng trăm thì cô sẽ lập được là 523 và 532. Chúng mình sẽ lấy lần lượt các chữ số để ở vị trí hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị sẽ là hai số còn lại rồi đổi vị trí cho nhau. Cô mời các con bấm dừng video để chúng mình làm vào vở ô ly. Cô che lại để chúng mình tự suy nghĩ làm bài. Làm xong chúng mình lại bấm tiếp theo. Có rất nhiều bạn hỏi cô Lan là cách tìm bài học trong danh sách phát như thế nào để được học đủ các bài theo chương trình học. Thì hôm nay cô Lan sẽ giải đáp câu trả lời đó. Đầu tiên chúng mình sẽ mở vào trình duyệt YouTube. Sau chúng mình bấm cô Lan Hải Bối. Sau đó chúng mình bấm vào cái bóng đèn bên cạnh để tìm kiếm bóng tròn, cái bóng kính. Và trên giao diện màn hình xuất hiện như thế này, chúng mình sẽ bấm vào chữ cô Lan Hải Bối. Bấm vào đây. Thì trên giao diện xuất hiện như thế này, chúng mình bấm vào danh sách phát. Đó, bấm vào đây. Thì chúng mình di chuyển xuống phía dưới thanh công cụ này. Di chuyển thanh công cụ xuống dưới. Cô đã sắp xếp rất nhiều bộ video để chúng mình tìm kiếm cho dễ. Bộ bảng nhân. Chúng mình bấm vào đây, chúng mình sẽ ôn lại các bảng nhân từ bảng nhân 2 đến bảng nhân 5 và các bài tập nâng cao để ứng dụng bảng nhân. Bộ ôn thi học kỳ của toán và tiếng Việt. Bộ video luyện viết lớp 2 theo chương trình học. Còn đây là bộ luyện viết cho tất cả các bạn muốn viết chữ đẹp, vân vân. Rồi bộ bảng cộng, bộ chữ hoa. Sau đó chúng mình di chuyển thanh công cụ xuống phía dưới. Cô để bộ tiếng Việt lớp 2 mới kết nối tri thức ở dưới cùng. Và sau đó là đến bộ toán lớp 2 mới sách cánh diều.
chúng mình sẽ bấm vào bộ danh sách phát tiếng Việt. Đó, thì chúng mình xem thôi. Xin kính chào quý phụ huynh. Rồi chúng mình di chuyển sang bên phải. Rồi chúng mình tìm. Di chuyển thanh công cụ lên xuống để chúng mình tìm bài. Và trong bộ này cô đã sắp xếp từ bài đầu tiên cho đến bài cuối cùng của chương trình tiếng Việt lớp 2 mới. Chúng mình chọn bài nào thì chúng mình di chuyển thanh công cụ để chúng mình tìm. Sau đó chúng mình bấm vào bài mà chúng mình muốn chọn. Và chúng mình tiếp tục quay trở lại để tìm bộ danh sách phát tiếp theo. Chúng mình có thể bấm vào bộ toán. Đó. Thì chúng mình cũng di chuyển thanh công cụ lên xuống để chúng mình tìm bài mà chúng mình muốn xem. Cô đã sắp xếp lần lượt từ bài đầu tiên cho đến bài cuối cùng của chương trình toán lớp 2. Đó. Tương tự như vậy, chúng mình có thể tìm bộ danh sách phát, chúng mình cũng tìm như vậy. Đó là cách tìm bài trong chương trình theo danh sách phát để chúng mình được xem tất cả các bài lần lượt theo chương trình học ở sách giáo khoa. Rất là dễ dàng đúng không các con? Cô chào các con, hẹn gặp lại các con ở những bài học tiếp theo. Các con hãy bấm like và nút đăng ký để nhận được thêm những video mới tiếp theo của cô.